không, mình cũng không chuyển hàng, không cần bán à? Đôi khi không cần bán lại hay nhé. Mà cứ suốt ngày theo nó, mình cứ tưởng là nó cần mình lắm ấy. Tôi nói với anh chị nghe đây, tôi là người bán khóa học. À, một trong những sản phẩm chính của tôi bán là khóa học. À, tôi có cả làm sản xuất video, tôi có thể sản xuất hình ảnh, tôi có bán cả sản phẩm không phải mỹ phẩm nha, không phải mỹ phẩm. Tôi cũng đã sản xuất mấy cái thực phẩm chức năng tăng cân giảm cân này kia cũng bán. Mới bắt trước ông 3 tỷ chỉ mong muốn là kiếm 300 một tháng thôi đấy. Tôi cũng có bán những sản phẩm như vậy, nhưng mà tính cách của tôi khi bán hàng là tôi rất nhiệt tình chia sẻ. Nhưng đứa nào không thích mua là tôi không thích bán. Tất nhiên đừng học tôi cái kiểu đó. Cái kiểu của tôi là vì mình, tức là đây là ý kiến cá nhân nhé, mọi người đừng hiểu lầm đấy. Là cái kiểu của tôi là tôi thích là mình bán hàng là mình phải kiểu hơi cực trên một tí. Tức là mình không thích nằm dưới khách hàng mà mình thích nằm trên đâu. Hôm trước có một bạn ấy vào bạn chat với tôi, bạn bảo là anh cho em hỏi cái này. Thế tôi vào tôi trả lời. Tôi luôn trả lời mặc dù không cần biết đấy là ai. À, bởi vì Facebook, YouTube rồi web các thứ của tôi là gần như public hoàn toàn, công khai hoàn toàn, ai cũng có thể trò chuyện được. Thế tôi trả lời hỏi. Thế buổi sáng trả lời thấy hay quá, rồi buổi chiều lại hỏi tiếp là anh ơi em thế này, anh ơi em thế kia, giống như kiểu các bạn ấy. Các bạn hỏi em bán hàng thế này, em bán hàng thế kia, mình lại trả lời tiếp. Thế tối lại vào hỏi thì tối mình đi dạy thì không trả lời, về nhà muộn hỏi quá không trả lời. Hôm sau sáng 9-10 giờ bắt đầu nhận được tin nhắn của nó. Nó bảo mình là em định mua khóa học của anh, em định thuê bên anh làm quảng cáo, nhưng em thấy anh trả lời không nhiệt tình, em thấy anh kiểu chảnh đấy, đại khái thế, blablabla. Thế tôi mới điên quá, mình rõ ràng là đường qua là mình trả lời nó mấy lần rồi mà mình không cần nó đâu, đúng không ạ? Thế tôi mới bảo là gì ạ? Thứ nhất là tôi bận, tôi chưa trả lời. Và thứ hai là bạn đang hỏi xin ý kiến tôi thích thì tôi trả lời. Tôi nói có gì sai không? Bạn sử dụng thời gian của tôi mà khi tôi nhắn tin cho bạn, tức là tôi đang sử dụng thời gian của tôi. Mà về nguyên tắc, bạn sử dụng thời gian của tôi là bạn phải trả phí cho tôi. Có thể tôi hỏi các chị đi khám bác sĩ phải trả tiền không? Bác sĩ là nói cái gì? Họ sử dụng chuyên môn của họ để khám chữa bệnh. Chứ bây giờ chị đi bán hàng không được, chị hỏi tôi thì có phải sử dụng chuyên môn của tôi không? Chị có trả tiền không? Không. Về nguyên tắc tôi không phải phục vụ các bạn mà. Tôi nói có gì sao mà. Và thứ ba là anh không có nhu cầu phục vụ khách hàng kiểu như em. Bỏ lắm luôn. Anh không có nhu cầu phục vụ khách hàng kiểu như em. Khách tử tế đến với anh sẽ phục vụ hết mình. Còn khách kiểu như em là xin lỗi, bỏ lắm luôn, không bao giờ tiếp. Mấy cái thằng danh con. Kể cả đang quay video tôi nói tính cách của tôi là thế. Không phải khách hàng nào mình phục vụ, mình sẽ phục vụ nhiệt tình hết tất cả các khách hàng. Chỉ cần họ tử tế và có nhã ý mua hàng, họ không mua cũng được, không sao cả. Nhưng đừng bao giờ dở dạo với mình cả. Bởi vì mình đang tử tế mà. Em hiểu không? Có rất nhiều khách hàng là nó ở trên mạng, bây giờ bọn nó gọi là cái loại là đặt mua cho sướng mồm. Đúng không? Học trò tôi nó bán hàng online thì cực kỳ nhiều. Suốt ngày tôi thấy nó lên mạng nó chửi khách. Tôi toàn vào tôi bảo thôi dỡ đi em ạ, xóa đi. Mất công, mất việc làm gì mà cảm xúc. Nó bảo mình điên quá thầy ạ. Đấy, nó đặt hàng mình, nó hứa lên hứa xuống. Đến lúc hàng mình order cho nó về thì nó lại không nghe, nó bảo là không đúng ý nó. Cái chuyện đấy bình thường mà. Đấy, thì mình tránh những khách đấy ra và mình có những cái, ví dụ như khách nào mình cảm thấy không tin tưởng, yêu cầu chuyển khoản một phần hoặc là tất cả. Hoặc là gì ạ? Chị muốn mua thì cào cái thẻ 50.000 vào đây. Đấy, cảm thấy mà khó khăn quá, cào 50.000 thì tỷ lệ đơn hàng hủy rất là thấp. Còn em không ngại, nhưng bây giờ thực ra là mua một cái kiểu đặt mua do sớm mồm ấy, không phục vụ. Thế nhưng mà ví dụ vào Facebook mà soi đến một chị trông lịch sự giàu có, một chị nói năng rất lịch sự từ tốn thì chuyển luôn. Còn nếu mà người ta cảm thấy giá cao nhé, người ta cảm thấy giá cao, lại một giải pháp nữa. Một giải pháp nữa là mình có thể là không phải giảm giá nhưng mà mình sẽ tặng quà cho họ. Cố gắng thuyết phục họ sử dụng sản phẩm đấy.
Bởi vì mình nói với họ là như thế này: em bán sản phẩm này cho chị không phải vì em muốn có một đơn hàng với chị, nhưng vì chị nói rằng là chị mua sản phẩm của thương hiệu A, mà em biết điều đấy là rất tổn thương cho bọn em, bởi vì sản phẩm của em rất tốt và hoàn toàn thiên nhiên, cho nên là gì, em muốn chị dùng sản phẩm này cùng một lúc để so sánh, có thể sẽ cứu được đơn đấy. Mà thứ hai, họ dùng xong họ thấy sản phẩm của mình tốt, họ sẽ quay ra dùng liên tục. Còn cái chuyện mà họ bỏ đơn ấy, thì không thể tránh được. Đến như học viên bên này, học viên tôi không thu tiền trước khi vào lớp ấy. Toàn đến lớp tôi là người mà đi dạy, toàn vào lớp mới thu tiền. Nó bảo chỉ có mỗi chỗ thầy thì đấy. Và thằng nào không thích học thì thôi, cần gì mà phải thu tiền trước, nó khổ hơn. Cứ học viên của tôi cứ toàn đến lớp đóng tiền. Thế thì ví dụ có 20 đứa đăng ký thì chỉ có 10 đứa đến thôi, phải chấp nhận. Vì đấy là cái rủi ro của việc bạn không thu tiền trước. Nhưng bạn chấp nhận với cái rủi ro đấy rồi thì bạn cứ làm thôi. Còn bạn không chấp nhận thì bạn thu tiền trước, đúng không? Ok. Có câu hỏi nào nữa không ạ? À vâng, lại tiếp tục, xin mời. Mọi người câu hỏi thật nhiều rồi nhé. Chúng ta có nội dung, chúng ta quan trọng là mọi người thấy, cảm thấy là có giá trị và có kiến thức là được. Tiếp tục đi ạ. Dạ, em có một câu hỏi mà hiện tại đại thì em có một đại gặp phải. Đó là câu hỏi làm sao mà để chốt cái đơn hàng qua điện thoại nhanh nhất. Là tại vì bạn ấy đã gặp một trường hợp là có một hàng mỹ phẩm tìm tới trang cá nhân của bạn đó và liên hệ với bạn đó để làm đại lý. Thì sau một thời gian nói chuyện thì không biết làm sao mà họ chốt đơn của bạn đó rất nhanh, trong khi bạn đó không biết bạn đó bán sản phẩm gì luôn. Là chốt với đơn 10 triệu. Là trong ngày hôm đó bạn đã chuyển khoản cho cái nhà phân phối đó 10 triệu liền. Thì một tuần sau bạn ấy mới nhận được cái đơn hàng đó, với một đống hàng bạn ấy không biết là bắt đầu từ đâu hết. Tại vì bạn ấy muốn là khi mà họ gọi điện thoại tới tấp thì hầu như bạn ấy không có thời gian để tìm hiểu tới gia đình của mình, và không có thời gian để nói chuyện với người khác, thậm chí bản thân không nói chuyện với em luôn. Thì em hỏi thì bạn ấy mới nói là họ cho mình một cơ hội để mà nhập 10 triệu nhưng mà ra đơn hàng 10 triệu để ra 50 triệu. Đó, thì bây giờ khi mà nhập đơn hàng về bạn ấy không biết bắt đầu từ đâu hết, thì thầy có thể giúp em giải thích cho bạn cái cách để làm sao để cho bạn ấy am hiểu về cái vì sao mà người ta chốt đơn nhanh như vậy, trong một hầu như là 10 phút điện thoại đã chốt được 10 triệu rồi thầy. Bạn ấy không biết bắt đầu từ đâu luôn, bây giờ nhìn hàng không biết làm gì với đóng hàng đó luôn. Ok, cảm ơn em. Tức là mình nghĩ câu hỏi này là dành em hỏi cho em hay em hỏi cho bạn em? Bạn em nhờ em hỏi. Rồi, ok. Yeah. Mình nghĩ thôi, vô đi. Mình nghĩ câu hỏi này thì cũng dành cho tất cả mọi người đấy, đúng không? Câu hỏi này là làm thế nào để chốt đại lý trong 10 phút mà được 10 triệu? Ba mươi phút thì là 30 triệu. Thứ nhất nha, đây là quan điểm cá nhân, nhớ rằng là tôi chia sẻ quan điểm thì có thể đúng, có thể sai. Nhưng nếu mọi người thấy hợp lý, em và mọi người thấy chưa hợp lý, mọi người phản hồi tiếp, được chưa? Thứ nhất, tôi cho rằng bạn của bạn ấy, đại lý đấy là non nên mới bị chốt như thế. Còn nếu mà bọn nó mà cứ gọi cái gì tôi cũng mua ấy thì tôi phá sản từ rất lâu rồi, đúng không ạ? Vì số của tôi là số công khai mà. Ngày nào tôi chả nhận được. Nó hết bán bảo hiểm này, bán thẻ y tế này, bán bất động sản này, bán ô tô này. Cái gì nó cũng gọi điện cho tôi nó bán. Thế nếu mà cái gì tôi cũng thì chết. Đấy là cái thứ nhất là tôi đánh giá là mình phải nhìn nhận hai phía. Đại lý là cũng tương đối non nghề. Thứ hai, theo suy đoán của tôi là đại lý cũng tương đối tham tiền. Bởi vì chỉ có chốt lợi nhuận cao thì mới dễ nhanh như thế. Lúc này nó lại thuộc về chính sách bán hàng của công ty. Ví dụ thứ hai không phải thật. Ví dụ như chị Trang với thương hiệu Trang Bon ấy, và chị sẽ tung ra một chương trình là bây giờ tại sao nhập 10 triệu và bán được 50 triệu. Câu đấy là tôi biết ngay là giá có 20% thôi. Hiểu không ạ?
nhập 10 triệu bán 50 triệu thì mình nhìn thấy lời cỡ nào rồi, hiểu ý tôi không? Tức là ví dụ sản phẩm này